Hold up. Và hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugo đây và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft Sky Factory 3. Ok, thì ở tập trước là chúng ta đã xong cái những cái thành tựu ở cái phần Age of Traveler, có nghĩa là thời đại của người du hành. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với cái thời đại mới. Thì ở tập trước chúng ta cũng đã xong cái có được cái chức gọi là Viper of Levity. Thì cái chức đó, cái chức lỏng đó thì hơi bị mắc, nó có thể tua ngược lên trời, các bạn có thể thấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới với cái thời đại mới. Thì đây là cái thời đại mà nó có thể là sử dụng điện năng hơi bị ghê, hơi bị đỉnh luôn. Thì ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta vào luôn. Ok. Thì trước tiên để coi thành tựu hôm nay mình nghĩ là mình có thể làm được gì. Colossal Chest mình nghĩ là có thể để ở tập sau, tại vì có một cái vấn đề là hiện tại mình không thể update cái phiên bản lên được nữa, tại vì mỗi khi mà mình update là nó sẽ bị crash RAM, nên là mình sẽ giữ cái phiên bản này luôn. Và cái Colossal Chest này mình chỉ xây nhưng mà chúng ta không thể mở được. Nếu mà mở thì mình biết là nó sẽ crash RAM, mình có đọc ở trên phần config của tác giả. Ok, thì cái này là ở tập sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái RAM Pool Generator và sử dụng nó để tạo ra điện năng. Ok, RAM Pool Generator có gì mà dữ dội mà hả, chúng ta phải cần tới nó. Thì định làm gì quên này ta. Chúng ta phải làm cái Rainbow Generator bằng cách là mình cần một cái đầu và một cái phần dưới. Phần trên và phần dưới thì chúng ta sẽ tạo ra được cái Rainbow Generator này. Mình thấy hơi phê đó các bạn. Ok, thì khi mà mình tạo được nó rồi thì nó ghi là khi mà để kích hoạt được cái Rainbow Generator này thì chúng ta cần phải kích hoạt thêm những cái generator này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào làm luôn. Thì trước tiên generator hả cưng, chúng ta có những cái lò nung này, thì lò nung màu trắng. Thì giờ mình làm từng cái hai cái đi. Cái này hai cái làm được không? Làm được. Ok, cho nó vô đi, hai cái xong. Rồi tiếp theo là cái này hai cái. Oh, machine block, chúng ta lại thiếu machine block hả? Không có được, không có được. Machine block mình không có ha. Ê, sai rồi, machine block đâu rồi, cách tạo của nó đây. Chúng ta sẽ tạo cả một stack đi, quăng vô xài cho nó thoải mái một tí. Rồi, generator nãy tới đâu rồi? À cái này đúng không? Generator đây, thì chúng ta sẽ tạo hai cái, mọi thứ hai cái đúng không? Đúng rồi, mọi thứ hai cái, đúng rồi, hai cái. Ok, và cái này hai cái thì chúng ta thiếu len màu hồng. Màu hồng thì phải làm sao bây giờ? Từ từ pinky đây. Cái này tạo bằng cách là bang 1 2. Ok, xong generator. Ok, mình sẽ copy cái này, có gì là lát dễ bắt ra. Rồi cái này hai cái bang. Cái này khác nha, cái này nó hơi bị dữ đó. Halitosis generator. Tiếp theo là cái màu hồng nè, cái trái tim này nhìn nó đáng yêu quá. Rồi tạo ra. Rồi tiếp theo là cái này overlock. Mấy cái này mình có quá là nhiều, cho nên là cứ thoải mái đi các bạn ơi. Rồi tiếp theo là cái Nether Star. Cái này tạo ra điện năng hơi bị ghê luôn á các bạn. Rồi tiếp theo là cái Matic generator. Chúng ta thiếu hai Solava. Bây giờ mình sẽ lấy pocket, thêm cái đi, thêm show đi. Ok, và chạy qua đây đi lấy lava thôi các bạn. Ê, chạy xuống đây, ở đây là hả easy lava luôn. Rồi xuống đây lại, quăng vô bắt ra đấy hai cái. Rồi tiếp theo là cái heated, thì nó toàn bộ sử dụng redstone. Heated cũng ok. Rồi matic generator tôi mới tạo hai cái mà làm gì kỳ vậy, làm ăn gì kỳ vậy? What? Ê! Để tạo ra cái heat tích thì chúng ta cần, hình như là mình cần hai cái generator, có nghĩa là bây giờ mình sẽ làm thêm hai cái matic generator nữa mới đủ. Ra là vậy. Sorry, tôi không biết. Hai cái, xuống. Ở đây hết rồi, lên đây. Rồi, qua đây lấy. Vậy là xong.
2 show generator. Đây, hôm nay thì mình không biết là nó tạo bao nhiêu điện năng mà nó hả? Nó cần gứt lại. Nó kiểu như siêu anh cái gì ta, siêu nhân giữa gặp quá trời màu sắc vô luôn mấy đứa. Màu hồng có, màu đỏ có, màu cam có, màu đen có, màu tím có, màu xanh gì chúm chím nhiều quá. Nhiều nhiều màu sắc cho em nhỏ nó vui hiểu không? Ok, xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó vui kiểu kiểu vậy. Chúng ta thiếu băng. Thì để làm được băng thì mình sẽ cần cái Botania rồi. Mình sẽ làm tuyết. Vậy đi. Hai cục bang bang. Đúng không? Đúng không? Từ từ. Để mình xem lại cái generator mà bằng tuyết coi. Đâu rồi? Generator overlock potion. Cái nào đây? Cái này hả? Không. À đây. Thì hai băng là chúng ta sẽ tạo được hai cái, vậy là đúng rồi. Ê, qua đây chúng ta có thể tạo ra băng bằng cách là sử dụng những cái gì mà liên quan tới Botania, đúng không? Từ từ. Đâu rồi. Cái này. Băng chúng ta sẽ quăng vô mana infusion là cái này. Ôi. Không đúng. Mana infusion là khác nha. Ui. Mana infusion. Mana pool mà. Thử quăng đây coi. Quăng đây nó chả ra cái gì hết trời. Haha. Nó lấy luôn rồi. No. Từ từ. Mình đang có một số cái gì đó. Rồi, hình như là mình cần cây gậy. Đúng rồi, mình cần cây gậy. Staff. Đâu? Cây gậy đâu? Hình như là forest đây, cây gậy đây. Không biết đúng không nha. Tại mình ít khi đụng tới Botania lắm. Quăng vô. Không đúng rồi. Từ từ để mình xem lại. Bây giờ coi còn cách nào để làm ra băng không. Chúng ta không còn cách nào khác để làm ra băng rồi. Oh my god, mana pool nè. Mình cần cái này. Cái này thì ok. Để chạy qua đây. Hình như là còn một cách. Từ từ. Liquid. Từ từ. Có cái gì mà nó cực kỳ lạnh luôn á. Thô phải không? Mình không biết. Từ từ. Thermal. Không có luôn, không có mod thermal luôn. Chết rồi. Ok, tạm thời mình cho qua đi. Rồi, nói chung là cái furnace này cho qua đi. Rồi hai cái này luôn. Generator. Rồi tạo thêm cái này frosty từ. Hai cái này mới nổ, tạo ra TNT đồ các kiểu cho vô luôn. Rồi tiếp theo hai cái ender cho vô luôn. Rồi tiếp theo là cái này. Chúng ta cần hai cái bàn chế tạo và wow, mấy cái này khá là đơn giản. Ok, cho vô. Rồi tiếp theo là bây giờ là cái này, cái cuối. Chúng ta cần hai cục thịt heo. Chúng ta không có thịt heo rồi. Đây, meat. Ây, thịt bò. Nhưng mà không có thịt heo, chết tôi rồi. Để mình đi tìm thịt heo. Coi dưới đây có heo không. Mong là có heo. Ở đây có bò nè. Ơi có con heo nó ngáy ở dưới kìa. Mày hả con, hai cục. Xin lỗi heo nha, nhưng mà tôi không muốn giết heo đâu, nhưng mà tôi vẫn phải giết. Ơi từ từ. Chúng ta phải nung thịt heo lên trước đã. Cái lò nung ở đây đi. Quăng lên. Cho nó nung đi. Rồi generator. Cái nào đây? Cái này. Hai cái. Bang xong. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu đi làm tuyết rồi. Cái này thì hạt giống của nó lại làm bằng tuyết. Oh my god. Để coi có cách nào để tạo ra tuyết không ta. Để mình xem. Cái này thì chúng ta cần cái này thử coi. Rồi đặt cái cục này nó làm sao ta. Mình chưa sử dụng qua cái Botania này luôn á. Đặt vào đây hả. Ok. Và quăng vô hả. Đâu có. Ê từ. No. Mình mất tuyết luôn rồi. See no. Đây. Làm một stack xài cho nó đã. Nhưng mà quăng lên đây hả. Không được. Cái này cũng không được. Cái này không được luôn. Cái cách vận hành cái cục băng này sao. Vậy thì chúng ta chỉ còn một cách thôi. Đó chính là
chúng ta sẽ tới 42, ok 42 đâu rồi, 42m. Cái extreme, mình nhớ mình có để một cái nơi mà chúng ta có thể lấy được tuyết. Đây, nó đây, extreme hill. Ồ, lắc mấy đứa. À, hình như là mình mới vừa nhìn qua cái big creator hay sao á. Ok, chúng ta có hai tảng băng. Cái này có fortune không? Chết rồi, không có fortune. Bây giờ mình sẽ đi về để lấy cái fortune. Fortune để chúng ta có thể là về nhà nào. Lẹ, lắc máy. Ôi trời ơi, lắc quá. Ok. Bây giờ chúng ta cần một cây cúp mà có fortune. À lộn, siêu thoát. Lộn, trời ơi. Siêu thoát, big case. Có cây nào có siêu thoát không? Đây. Mày hả bưởi. Cuối cùng mình cũng có hai cục băng khó tìm nhất trên cái vùng đất Sky Factory 3 này. Hơi bị mệt. Kiếm được hai cục băng thôi cũng mệt, mệt lả người luôn các bạn ơi. Đây. Ô. 1 2 3 lấy cho hết luôn. 4 nè. 4 cục lấy cho thoải mái luôn. Lấy xài mệt nghỉ luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. Đó, hên là mình đã chuẩn bị trước rồi. À đó cũng là cái cách mà để chúng ta lấy mấy cục băng. Đấy. Tuyệt vời. Giờ chúng ta sẽ đi xuống và mình sẽ tạo generator băng hai cục cuối cùng. Ê quên, quăng nó vô, tao không cần mày nữa, quỷ. Hai cái. Xong. Rồi, ok bây giờ mình sẽ cho hai cái công thức nữa, đó là cái dưới cho vào. Ờ mình hết button rồi. Đây. Một stack xài thoải mái luôn. Ok. Một cái này là cái dưới. Chúng ta lại làm cái trên nữa. Đây generator cái trên. Đâu rồi cái trên. Bang xong. Hai cái cho nó xuống dưới đây. À, chúng ta sẽ làm cái công thức. Cho cái công thức nó vô là nó sẽ tự động hóa tất cả và nó sẽ tạo ra. Hí hí. À, bình tĩnh. Còn một cái nữa. Còn một cái nữa. Đây. Còn một cái nữa. Đó là cái nguyên bản của nó. Đây hoàn toàn mới luôn. Là chúng ta có tổng cộng 3 cái công thức để tạo ra nó thôi á. Ok. Rồi. Đặt vào đây. Bang xong. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Generator nè. Bang một cái. Wow, quá trời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái. Đang. Nó hút hết tất cả. Rồi, generator của tôi xong. Rồi bây giờ nè, bây giờ mới là thời khắc quan trọng nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho mấy cái generator ra đây hết. Đây. Còn nhiều. Còn không. Ờ hết rồi. Từ, đếm coi. Đủ không? À 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ủa sao có 14 cái vậy? Trừ cái này ra là chúng ta cần phải có 16 cái lận mà. Coi 2 4 6 8 10 12 14. Còn 2 cái nữa. Đâu hết rồi? Hai cái mình biết mình thiếu cái gì rồi. Tôi cũng không biết tôi thiếu cái gì luôn á trời. Để xem coi. Generator undead có nè. Undead có, slam có, poison. Poison có chưa? Poison có luôn. Pinky ơi. À thì ra là chưa có cái pinky. Hình như là hồi nãy mình có tạo rồi mà. Ôi giời ơi. Ok Pinky. Ok thiếu một cái Pinky. Đa. Ê, chết. Đây. Cho vô. Đây tạo một cái Pinky. Coi đúng không. Trời ơi lại thiếu cái kia. Thật là. Ok chúng ta sẽ qua KFC. Chúng ta sẽ đi ăn gà KFC. Mình sẽ lấy cái này. Gà rất là nhiều. Rồi. Đi thôi. Bang. Vô đây. Hai cái quăng vô. Rồi generator. Một cái binh khí đúng không? Đúng không? Ai, tôi có binh khí luôn rồi. Vậy là nó thiếu cái gì ta? Để mình xem lại coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ờ vậy là tính ra có tổng cộng 14 à. Ok, mình nghĩ là mình sẽ quay lại sau. Và ok thì nãy giờ là mình đã đếm đủ và chúng ta đã có hiện tại trên đây là 14 cái máy phát điện. Thì bây giờ là cái này 15 nè, cái này 16 nè, hai cái này nó cơ bản lắm nên cho nó ở đây tào lao đi. Rồi thì bây giờ chúng ta cần một cái gì? Chúng ta cần một cái receiver transporter.
Từ từ, cho tôi đợi một tí, network card, một cái receiver, một cái transporter, rồi một cái network card luôn. 1, 2, chết, network card nó bị lỗi rồi, đây, biết ngay mà. Được rồi, tạo rồi, hí. Từ từ, receiver, network, transporter. Transmitter chứ đọc lộn. Transmitter với lại receiver. Transmitter, receiver, ok xong. Thì cái transmitter mình sẽ đặt thêm một cái ở đây. Và mình sẽ cho nó là ship click chuột. Từ, receiver ở đây trước. Và chúng ta lại cần điện năng cho nó. Hu hu. Mình sẽ đặt nó ở đây. Sau đó là mình sẽ ship click chuột phải vô. Link chưa? Ok, nó đã link rồi. Vào đây nè. Bay vào, nhanh, khẩn trương. Woo. Ok, quăng vô đây, băng xong. Tiếp theo là chúng ta cần mấy cái như là Xbox là nó thả ra importer. Chúng ta sẽ cần cỡ một stack đấy các cậu, hai stack đi. Chúng ta thiếu cái gì? Chúng ta thiếu cát. Cát thì KFC hưng hành tài trợ chương trình này. KFC cát đâu? Hưng hành tài trợ chương trình này. Ủa sao chút xíu cát quá vậy? Hình như là có một con cát nữa không? Hết rồi. Chết rồi, hết KFC của tôi rồi. No. Đồ đi lộn đường. No. Ok. Quăng vô. Rồi. Nãy định làm cái gì tôi quên này. Nó xong chưa? Tạo thêm cái gì tôi quên này. Cable. Đây. Như đây là đủ rồi. Ê, không cần cable. Importer. Đúng rồi, mình tạo cỡ một stack thôi. Ok. Cho nó vào đi các bạn ơi. Ok, nó đang tạo importer. Hơi bị lâu đó nha. Một cái importer hơi bị lâu đó nha. Mình tạo cả mười mấy cái. Thì ok, thì để mình cho các bạn xem là cái generator này nó hoạt động như thế nào. Nó sẽ cần phải những cái máy phát điện nó hoạt động thì cái grand pole nó mới hoạt động. Thì cái grand pole thì mình nên để ở đâu đây? Mình nghĩ là nên đặt ở thì right, nó sẽ truyền năng lượng xuống đây và bắt đầu nó truyền cái drive rồi bắt đầu cho dây vào, thì mình nghĩ là nên đặt nó ở đây trước mặt. Ở đây thì nó đang mấy cái máy này nó chưa có hoạt động thì chúng ta không thể. Ok, và bây giờ thì mình cần một cái importer. Ví dụ cái máy generator này thì từ extra importer. Ví dụ cái máy này nó cần tuyết để vận hành. Đây, cần băng hoặc là tuyết để vận hành thì chúng ta hiện tại thì chỉ có mấy cục tuyết thôi. Thì mình sẽ cho nó là vận hành tuyết. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho một cái này và chúng ta thiếu một cái rating ride. Ai da, nãy giờ phiền não quá đi à. Ok, read một cái rating. Cái này là rating. Ok, xong, ngon lành. Vậy thôi, easy. Ok, chúng ta đặt nó ở đây xong. Importer nó sẽ cho cái gì vào? Nó sẽ nhận một cái gọi là snow block. Đây, mình sẽ cho snow block vô. Ồ sao nó không cho ta? Có cái gì đó? Ignore redstone signal. Ignore, cho vào nó không cho, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Hay là giả bộ thử coi. Này nó chạy, vậy là chúng ta cần cái exporter hả ta? Exporter, external exporter, tạo một cái thử coi. Hay à, mình không nhớ là inbox hay là export nữa. Inbox là nó sẽ chạy vô. À, nó sẽ hút cái này chạy vô đây. À, nhớ nhầm exporter. Vậy là nãy giờ chúng ta tạo sai rồi. Hủy nhanh khẩn trương. Hủy. Ok, exporter, tạo một cái băng. Ok, tạo đi. Trong thời gian nó tạo thì để coi nó có làm sai cái gì không. Ok, construction không làm cái gì luôn á. Có đang làm. Mong là nó làm, trời ơi. Exporter. Đây, một cái. Test trước. Rồi mình sẽ gắm hết mười mấy cái vào luôn. Ok. Rồi, bây giờ thì lấy lại. Mình nghĩ là nên lấy cái cúp này đi. Fortune, xong. Exporter, chúng ta sẽ cho tuyết vào. Nó thực ra là nó không cho tuyết luôn á, kỳ vậy. Sao mà kỳ. À, chúng ta hình như hết.
Đây, ha ha, cuối cùng cũng đã có thể vận hành được. Rồi bây giờ chúng ta cần một cái là tạo thật là nhiều rồi cho nó tự động vào luôn. Ok, nó đang tạo rất là nhiều các bạn. Đây, đó. Xài đi, xài cho hết cuộc đời luôn đi. Nó đang lắc các bạn ơi. Đợi mình một tí, nó đang lắc. Ok. Vậy là chúng ta cần phải... Wow. Ok, và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ cho hết tất cả những cái nguyên liệu của nó vào đây. Thì các bạn hãy đón chờ một tí nha. Và ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì bây giờ bây giờ là chúng ta đã xong hết rồi. Và mình sẽ có những cái, có nhiều cái lò nung mà nó ghê lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy kinh nghiệm ra. Ví dụ bây giờ mình cần đây. Đây, quăng một stack ra, quăng để lấy kinh nghiệm. Mình cần phải tạo nhiều cuốn sách vào. Đó, cái lò chế tạo này nó hơi phiền tí. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ làm 3 cuốn đi. 3 cuốn. Ờ chết, thiếu lapis. Ok, có lapis không? Lapis thì chúng ta đầy ra đây. Đây, đặt vào băng và sách. Lấy đại đi. Tại vì có một cái lò, cái máy phát điện mà cần cái cuốn sách của mình, cần mấy cuốn sách. Rồi xong. Rồi chúng ta cần thêm gì ta? Bút kẹt. Đây, 1-2 xô lava hả? 2 xô chắc không đủ đâu. Nhưng mà thôi, để mình đi xem. Chắc mình làm một cái drum quá. Ok, cái drum đi, bỏ lava vô. Một cái drum. Đây, cái này đi. Cái này không có luôn à. Cái này chúng ta phải tạo cái này. Cái này thì chúng ta lại phải tạo mấy cái miếng này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lại tạo vô. Tạo vô, crouching, quăng vô. Đây, tạo một cái, quăng vô cái này, tạo một cái. À, chúng ta thiếu vàng. Mấy miếng vàng, đây hai cái. Ok. Tạo một cái và chúng ta sẽ múc xô lava vào. Có nhiều cái nó phiền lắm các bạn ơi. Ồ, ở đây cũng có một cái trùm rồi nhưng mà mình không cần. Mình cần là cần thằng này nè. Đó, quăng vô, quăng vô, quăng vô, quăng vô, quăng vô hết. Cần bao nhiêu cũng quăng vô hết luôn. Đây, cho vào, cho vào. Còn nào không? Có nè, cái này có nè. Cái này hết luôn, cái này lấy luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đập. Và mình sẽ đi lên. Ơi, thiếu rồi. Ok. Chúng ta sẽ đặt cái chùm nó ở đây trước. Rồi. Lấy hai cái xô xong vào. Nó phiền vậy đó các bạn. Rồi bây giờ coi coi nó có khởi động không. Hiện tại là có 11 cái không hoạt động nè. Ok, hiện tại là có 13 cái không hoạt động nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy cái này mình cho nó vô hết rồi. Bây giờ nó chỉ cần đợi mấy cái cuốn kia thôi là nó sẽ bắt đầu hoạt động. Ví dụ như cái này mình sẽ bỏ bắt đầu vô. Như là cái này cho vô. Mấy cái này cho vô. Vô hết. Ok, mấy cái này là mấy cái cần thiết của tụi nó đó. Nhưng mà mình đã cho hết vào rồi. Giống như cái này thì nó cần thức ăn. Còn cái này thì nó cần mấy cuốn này nè. Đó, quăng vô nó hoạt động. Cái này cũng vậy, cái này thì cũng xong rồi. Cái này thì cần một mấy xô lava nè. Đó, ok, hoạt động hết rồi. Cái này chưa hoạt động nè. Ok, còn 10 cái chưa hoạt động. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ thế? À, cái này thiếu mấy bình thuốc nè. Ok, cái này là xong rồi. Ủa sao? Ok. Ủa 11 cái không hoạt động. Ủa sao ngộ vậy? Cái này xong. Cái này xong. Cái này xong. À, chưa có cái này. Ok. Rồi. Hay là tụi nó full quá rồi, tụi nó không hoạt động ta. Hay chà chà. Ok, mình hiểu rồi, bây giờ chúng ta cần phải cho nó tự nó tất cả. Có cần dẫn điện không ta? Ok, từ từ để mình một tí, để mình một tí. Cái này có rồi, cái này ổn, cái này ổn, ổn nè. Này đang chạy, tuyệt vời, cái này đang chạy hết á. Ok. Cái này không chạy nè, cái này cần thuốc nhiều lắm. Đây. Đây. Trời ơi, nó tốn thuốc của tôi kìa trời. Xong hết rồi mà ta, thiếu cái gì? Đây cuốn sách. Ok. Nó gút cuốn sách kìa. Xong. Để mình xem. Mọi thứ đều ổn mà ta. Sao ở đây nó ghi 12 cái không hoạt động? À, tại vì nó đầy năng lượng. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ dẫn cái đường redstone. Không. Con đuôi. Đây. Chúng ta sẽ dẫn đường điện vào cái này.
Rồi đi ra đây đập bể nó. Ok, đập bể từng cái luôn mới khổ nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, mọi thứ cho nó tạo điện. Đây, 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 đây và đây nữa. Rồi, ở trên, tới lúc ở trên. Ở trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 1, 2, 3. Ôi, cái lò nó bắt đầu hoạt động rồi kìa. Ok, bây giờ chúng ta vẫn thiếu con đuôi. Ok, tạo một stack lẽ nào. Ôi giời ơi, giờ này chưa xong nữa. Kỳ vậy, energy con đuôi nó đang nung kìa. Ok, cho nó nung tiếp đi. Đây, đây, đây. Ok, mấy cái này nó bắt đầu rồi. Mình sẽ cho nó đây nữa. Tại vì nó đầy bình rồi, nó không hoạt động. Bây giờ cái việc của mình là phải cho hết tất cả hoạt động luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái là Một cái flip phone. Đây, một cái chuyển điện vào. Chuyển vào đâu đây ta? Ồ, cái này là nhận điện. Cái này là nhận điện, còn cái này mới đúng nè. Cái này chuyển điện. Ok, mình sẽ cho nó là uplift power luôn. Rồi, tất cả đều hoạt động, chỉ còn cái này. Chết rồi, cái này nó không hoạt động. Rồi, còn cái này nữa, solava. Solava thì cho nó. Ở đây còn bao nhiêu cái? Chỉ còn lại 2 cái thôi với cái overlock. Overlock thì, ủa, mình nhớ. Ôi đừng nói là hết gỗ rồi nha. Wow, nó xài dữ vậy trời. Nó xài hết gỗ luôn rồi. Đây, con gỗ vô. Chỉ còn lại cái cuối cùng thôi, poison. Poison. Đây ví dụ mình sẽ lấy thật là nhiều cái này ra. Mọi thứ nó đều chạy hết rồi, chỉ còn lại cái này thôi. Nó tạo điện năng rồi. Trời ơi, cái này nó vô duyên thế. Đây, mình phải tạo điện năng như vậy nè. Rồi. Ok. Và tiếp theo là chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần một cái là cái pan. Chúng ta basic cái này là Brian. Tạo cỡ một stack được không ta? Thiếu cái gì? Thiếu cái này 18 cái. Chúng ta thôi. Mình nghĩ là mình sẽ tạo cả 10 cái được không? 10 cái vẫn thiếu hả? Ok. Đây. Hiện tại là chỉ có mỗi mình nó thôi. Nó là tốn cái bình thuốc nhất. Bây giờ để coi có cách nào để bây giờ mình cần phải làm một cái gì đó. Không biết là có cho nó chạy nước lên được không ta? Để mình thử. Vậy thì chúng ta cần vài cái reservoir. Đây, reservoir một cái. Server đây. Bang. Rồi, đủ. Mình chỉ muốn nó truyền nước chứ không phải là muốn nó cho bình thuốc vô. Nếu mà nó bắt mình cho bình thuốc là thôi, chúng ta phải làm thủ công là hơi mỏi tay đó. Rồi. 1 2 3 4. Ok, 1 2 3 4. Đây. Có quay thờ không? Có qua thờ không? Đây, 4 xô. Ok. Xong. Đây, cho nó vô. Cho nó vô, cái này bắt đầu đầy. Rồi, bắt đầu fluid conduit. À, hình như là còn một. Rồi, ok, cái này là extract nè. Cái này là insert nè. Oh my god, nó không nhận rồi. Oh my god. Đây. Ồ, còn cái nào nó không chạy nữa. Cái này hết lava. Mình sẽ cho nó truyền lava vô. Đây. Rồi, cái này extract. Ây da, ui da, đâu thế. Đây, đó. Hiện tại là cái này nó đang tạo nè. Nhưng mà nó tạo được một tí. Thì không biết là nó sẽ tạo partic là bao nhiêu. Poison. Không có cách nào cho nó tự động cái auto poison ta. Cái này nó hơi bị phiền nè. Oh, unwrap cable. Poison portal. Ok. Cái bình, cái này thì nó, nó nhận rất là nhiều. Nó nhận luôn mấy cái này. Rồi nó có nhận gì khác không?
này 4 giây, này 8 giây nè. Mấy cái mà bình bình này, này 16 giây nè. Oh my god, nó không nhận nước rồi. Nhưng mà cái lò này thì nó cái máy chế tạo này thì nó đã tạo được theo mình biết là không biết bao nhiêu điện năng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm một cái flip point vào. Và mình sẽ xem coi là flip đây. Lại nữa rồi. Lại thiếu nữa rồi. Hiện tại thì mình không biết là nó đang có bao nhiêu điện năng. Mình để mình xem. Có 600 mấy ngàn vậy? Gì kỳ vậy? Cái Big Reactor hình như của mình nó không có load thì phải. Đúng rồi. Bây giờ mình chạy tới là hơi lắc đó nha. Đâu rồi? Cái Big Reactor của tôi. Đây. Ở đây nó có. Nó có mà. Sao nó chuyển có chút xíu vậy? Đâu? 600 mấy ngàn à, coi bên đây coi. Bên đây 600 mấy ngàn, còn bên đây. Bên đây full rồi. Vậy là chúng ta không hoàn thành được 1 tỷ điện năng rồi. Mình sẽ kiểm tra ở tập sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra năng lượng nè. Tạo ra 1 tỷ điện năng thì mình chưa chắc, nên là mình sẽ chưa click. Rồi, tất cả mọi thứ đều xong. Ok, thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.